không? Không. Chắc ảnh bắt dữ. Em tên Kha. Thank you.
anh này làm mới làm trong Milan đúng không? À, thấy nhiều bé đều nghĩ như vậy hết, nhưng mà chính là anh anh là người quay. Em nghĩ anh này không á. À. Bây giờ tụi em mới thấy người quay thật sự. Lần đầu tiên có người chiếu phải quay thẳng vô mặt em đi. Ờ, tại vì tụi em đẹp quá nên là phải quay cho nó. Trái mắt đó. À, đúng rồi. Nhưng từ từ sẽ quen. Tụi em trở thành một ngôi sao trong làng điện ảnh YouTube. Bé Kha chị bé anh năm nay bao nhiêu tuổi? Em nay 22 rồi. Ồ, em 21. Còn trẻ quá.
là người mẫu của anh, của cái đình tại Việt Nam. Ở bên Mỹ thì anh chuyên về chủ đề về xe. Ở Việt Nam thì anh chuyên về chủ đề này. Tức là anh có thể hướng qua bên Thái Lan. Thái Lan mấy cái kiểu gì cũng nhiều. Anh đã qua bên đó chơi một lần rồi. Người ta mới sao còn dữ lắm. Bên Mỹ nó cũng có dạng massage tương tự như vậy, nhưng mà giá thành thì cao hơn đây nhiều. Ảnh mạnh dữ luôn đó. Thoải mái, không sao đấy. Thế cỡ luôn. Giờ ảnh đau anh tự làm. Căng cứng. Thank you.
Không không đâu. Em mặc lắm. Em biết mà em ở trên. Ở trên. Hỏi anh vui. Nghe cho mắt xa rồi. Chỗ đó đã. Cái bài. Không cái bài. Dưới đây cũng lỏng. Thank you.
không ơi. Quá sướng mà sướng cái mùng đầu. Không có bỏ luôn. Không có bỏ. Cái này em có phước kèo.
Nghe chồng ghẹo quá. Ok, cảm ơn hai em nhiều. Dạ.